Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video thôi. Ok, cảm ơn anh nha. Phải không anh? Lâu lắm rồi gặp anh á. Ok, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hiện tại thì mình đang ở ngay chỗ cái quán gọi là khổ qua cà ớt các bạn. Chỗ gọi là Hot Boy khổ qua cà ớt. Đây, khá là nổi tiếng ở khu vực chợ, cái đường gọi là chung cư Phùng Hưng các bạn. Chung cư Phùng Hưng thì anh chàng khổ qua cà ớt này rất là nổi tiếng trên mạng cách đây khoảng hơn một năm các bạn. Anh nổi tiếng là mặc quần cuốn để bán khổ qua cà ớt rất là nổi tiếng ở đây. Ở đây mọi người thấy này, đây rất là hấp dẫn. Mà món cái khổ qua cà ớt này là cái món rất là nổi tiếng ở khu vực chợ Bình, cái khu vực quận 5 các bạn, quận 5, quận 6 nè. Đó. Hấp dẫn không? Ở đây có giò nữa nè. Rất là hấp dẫn các bạn. Cái này là em gái. Đây. Địa chỉ đây bạn. Khổ qua cà chớn nè. Cà chớn rất là đẹp. Em gái của tôi qua cà chớn. Ủa đây. Ở đây cà ớt này bạn, cà ớt này, cà sườn này. Đây, khổ qua đây. Món này là chân của người Hoa. Một C. Đây, một lèo. Cái hẻm này đông vui dữ ta. Cái hẻm này rất là đông vui các bạn. Ba à, nồi nước bèo luôn. Đủ thứ. Đây là một phần này. Ủa quán mình mấy giờ bán vậy ta? 4:30. 4:30 bắt đầu bán hả? 4:30 đến 9:00. 9:00 tối hả? 4:30 chiều ra chứ. Biết mà. Quán này nổi tiếng rồi mà. Trước đó bạn giới thiệu. Không có tiền không? 38. 38 hả? Dạ. Ủa một tô như vậy bao nhiêu tiền? 71.000. Ủa đây mình có mấy loại ăn khổ qua kìa. Tất cả ở đây hả? Dạ. Một tô như này bao nhiêu tiền ta? 38.000 hả? Rất hấp dẫn các bạn. Khổ qua cà, anh khổ qua cà chớn này rất là nổi tiếng cách đây một năm mà. Anh đây nè. Andy. Bố Facebook này Andy gì? Andy On hả? Nhìn rất là hấp dẫn nha. Cái hộp cô à. Tỏi sườn lên kìa bạn.
tô như đây thì 38.000 ở trên có bán, nhưng mà như là nước ngọt nè, nước mía nè, rồi là tắc xí muội. Đây bạn, chấm rất là ngon. Hot boy khô qua cỡ. Năm ngoái thì rất là nhiều YouTuber bạn, rất là nhiều YouTuber đến đây để chia sẻ cái chỗ địa điểm này bán của anh Hot Boy, gọi là khô qua cỡ, nổi tiếng nhất ở khu vực quận 5 bạn. Rất là nổi tiếng. Vẫn cái phong cách nhanh nhẹn luôn, giống như Thu Phương luôn á. Anh giống Thu Phương bạn, Thu Phương hộ Thu Phương cá viên chiên mà. Ủa cái đùi này là mình làm cái món gì đây? Cái này mình làm cái món gì? À, sườn sụm à? Anh riêng được không? Kêu riêng một cái được không? Dạ. Cho một cái như này đi. Sườn không à? Anh đây. Okay. Bao nhiêu một cái? Cái này nè. Cái này phần sống nhiều quá có ít hơn không? Lấy 40 đi. Anh bao nhiêu là kêu nhiêu hả? Anh bao nhiêu là kêu bao nhiêu được hả? Còn cái này? Cái này. Y chang. Cái này thơm, cái này thơm. Lấy cái này. Xương giống như là xương siêu quách hả ta? Sắp thịt mà. Xương sụm hả? Cảm ơn mình nha. Nóng không? Giờ là không nóng. Ok. Hai tô luôn bạn. Ăn về không nó bị ngán các bạn. Hấp dẫn không? Tướng được ca. Chú mới mua rồi. Mới mua thì có cô nào đó đó rồi. Mới 15.000 đó. Mới kêu cái gì rau má có cho ta? Có rồi hả? Mình tính rồi. Khát nước. Tôi hả? Mày mất cái xíu lấy tàu. Vừa tắm nha. Ba đầy đủ. Ba đầy đủ. Ok, nhào vô đi anh. Anh bán hàng rất là vui tánh nha bạn. Có món hài hước nữa chứ. Ông tên gì anh? Ông tên gì? Tiền đi mất cha rồi nha. Có vậy. Mình nói tiếng. Tiền ai mà? Tiền mẹ. Tiền là hai mình có hai.
Này là quần thắng. À, chúng mới mua rồi. Cái này ai cũng vui các bạn. Cái ôi còn còn cái này là chấm cái gì là hợp cái này bạn đúng sao thế hả? Giờ ăn không đúng bài á. Rồi nó đều. Xung quanh này thì có nhiều quán lắm bạn, bên kia có cái gì? Ổi, tôm, thịt. Đây là những cái món của người Hoa. Cái hẻm này là mọi người thấy là bên kia là khu vực của cái thượng kia Plaza ngày xưa các bạn. Cái đây là cái đường Phùng Phùng Hưng nha các bạn. Khu vực đường Phùng Hưng qua rồi xung quanh là rất là nhiều quán này. Đó, mà nổi bật nhất và khá là nổi bật ở trong cái khu vực này đó là cái khổ qua cà chớm nha các bạn. Của Hot Boy là bán cà chớm, cà ớt rất là nổi tiếng ở khu vực này cho hơn năm ngoái các bạn. Năm ngoái là rất là nổi và được rất là nhiều người ủng hộ với cái phong cách là mặt vườn cuốn để mà bán hàng và rất là hài hước. Nói chung buổi tối đó, từ 4 giờ trở đi khoảng 9-10 giờ là khu phố này rất là đông vui các bạn. Rất nhiều người đến đây ăn gọi là khổ qua cà chớn của anh Hướng cà chớn các bạn ơi. Ok, mình hôm nay mình đến đây khu vực 5 này chia sẻ cho mọi người hình ảnh của khu phố khá là vui nhộn và ẩm thực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye.